Hi, welcome back to my channel. Start get go. Okay, so wait so far. Wow. Okay, let's go. Wow, they're going to wow. Okay.
sẽ bỏ những món đồ này vào trong căn phòng này. Một khẩu súng điện, xử lý bà ta luôn thì bà ta mở cửa. Ok, tiếp theo đó thì các bạn sẽ tìm ông Granny, biết ông ta lên đấy chưa. Đây rồi. Các bạn sẽ lấy chiếc chìa khóa trên người ông ta. Và đây là chiếc chìa khóa này, và các bạn mở cánh cửa. Và ta vẫn đang đờ ở đây. Yes. Oh yeah, okay. Đây là một cái trục quay, các bạn sẽ xuống lắp trục quay này vào. Grip 4. Okay, let go. Xa thế, bắn xa này thì không làm gì đâu. Các bạn sẽ phải ném lại để cho anh ta vào giữa trung tâm. Sau đó thì các bạn sẽ lấy món đồ này, mở những chiếc ốc ra.
Okay, let's go. Green, I agree. Okay. Oh, it's the other similar as well. High cùng tầm sáu, ok. Two oh, it's six.
Rồi sau đó thì các bạn sẽ đánh ở đây 2086. Đây cơ. Vào game thứ 5, Slenderia Free Version. Ok, let's go. Thank you.
Brandy. Okay, let go. Thì cái tiếp theo cái đàn đi ba. Oh my God.